Xin chào, tôi là Hoàng Hiếu. Công việc chính của tôi là một người dẫn chương trình, xuất hiện trên TV hoặc là trên sân khấu. Thì đối với tôi thì một cái gương mặt và nụ cười rạng rỡ rất là quan trọng. Nhưng mà cái khuyết điểm lớn nhất của bản thân mình đó chính là mặt thì dễ bị mọc và có khá là nhiều thịt ở mặt. Vì vậy thì không có tự tin lắm. Đã nghiên cứu rất là nhiều những cái phương pháp để mong muốn cho cái mặt của mình gọn hơn. Và có một lần tình cờ thì Hiếu được biết đến The Master Việt Nam và công nghệ trị Ultra Philip. Nên là Hiếu cũng rất là thích thú cái việc mà làm đẹp mà không cần phẫu thuật thẩm mỹ, nên là cũng đã làm rồi. Hiếu làm công nghệ này cách đây khoảng 1 tháng. Thì hỏi Hiếu là cái lúc làm có đau hay không thì thực sự là lúc đó không đau. Bởi vì trước khi mà thực hiện đưa chỉ vào trong cơ thể thì mình được ủ tê bằng cái phương pháp rất là chuyên nghiệp. Và ấn tượng hơn là cái thời gian làm không có quá lâu, rất là nhanh. Và hiệu quả sau khoảng 1 tháng thì Hiếu thấy là gương mặt của mình thực sự là có cải thiện. Thịt của mình thì nó cũng gọn lại, cơ được nâng hẳn lên. Và đặc biệt là bây giờ mình lại thích cười nhiều hơn. Không gì hơn thì xin được cảm ơn The Master Việt Nam rất nhiều.